Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan hôm 6 tháng 6 tuyên bố Đài Loan sẽ không công nhận bất kỳ vùng nhận dạng phòng không nào của Trung Quốc ở Biển Đông, giữa lúc cơ quan an ninh hàng đầu của Đài Loan cảnh báo động thái này có thể gây ra một làn sóng căng thẳng mới tại khu vực. Các giới chức Mỹ quan ngại rằng phán quyết sắp tới từ Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc về vụ kiện Philippines kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ khiến Bắc Kinh công bố một vùng nhận dạng phòng không ADIZ trên Biển Đông như đã từng làm tại Biển Hoa Đông cách đây 3 năm. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Feng Shing-quan quả quyết trước Quốc hội rằng chúng ta sẽ không công nhận bất kỳ vùng ADIZ nào của Trung Quốc. Trong báo cáo trình Quốc hội, Cục An ninh Quốc gia Đài Loan nhận định trong tương lai không thể loại trừ khả năng Trung Quốc vạch ra vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Nếu Trung Quốc quả đúng sẽ công bố việc này thì sẽ tạo ra một làn sóng căng thẳng mới trong khu vực. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 5 tháng 6 tuyên bố Hoa Kỳ sẽ coi vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc ở Biển Đông nếu có là một hành động khiêu khích và gây bất ổn. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho hay sẽ tăng cường công tác quốc phòng trên đảo Đông Sa phía Bắc Biển Đông và trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền.